Ngày rằm mùng 1, lén rắc một nắm này trước cửa nhà. Sau 3 đêm, gia chủ sẽ giàu lên trông thấy 100 tỷ cầm tay, vang danh thiên hạ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong mỗi ngôi nhà thường sẽ tồn tại một cái nguồn năng lượng tốt hay là xấu, khiến cho sức khỏe của gia đình bị giảm sút, đồng thời cũng làm cho cái công việc làm ăn ấy, đôi khi nó gặp nhiều cái trắc trở, bất hòa. Những gia đình nào mà muốn đổi vận thì đầu tiên cần phải tìm cách để mà thay đổi cái nguồn năng lượng xấu và đuổi cái nguồn năng lượng xấu đó ra khỏi nhà, đón cái năng lượng mới tốt hơn. Thì khi đó cả gia đình mới được thuận lợi, may mắn và bình an. Và theo các chuyên gia phong thủy, có một cái cách hóa giải rất là đơn giản, chỉ cần một nắm gạo muối. Quý vị chỉ cần rắc đúng vào cái chỗ này trong cái ngày mùng 1 hoặc là trong ngày rằm đấy, thì sẽ có được cái thuận lợi, may mắn, bình an. Gia chủ sẽ dễ có cơ hội trúng số độc đắc, tiền vào chật két, đấy, một bước lên trời. Chi tiết sẽ được Tử Thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, như chúng ta đã biết, gạo và muối là hai cái vật phẩm không thể thiếu trên cái ban thờ cúng của người Việt từ xưa đến nay trong các dịp lễ quan trọng. Ngày rằm, mùng 1, lễ Tết, dỗ chạp cũng như là gì tiến hành động thổ, thôi nôi vân vân. Đấy. Thực tế thì vẫn còn rất nhiều người mắc phải những cái sai lầm khi mà xử lý gạo muối sau khi cúng, bởi cái điều này nó có thể làm mất lộc, hao hụt cái vận may của bản thân và cả gia đình nữa. Như vậy trong ngày rằm ngày mùng 1 sắp tới đây, quý vị cúng gạo muối thì xử lý như thế nào để không phạm phải những cái đại kỵ mà lại mang lại cái may mắn, tài lộc, bình an cho gia chủ? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về vì sao người Việt lại có cái phong tục thờ cúng gạo muối. Với mỗi người dân Việt Nam ấy, cái đạo lý uống nước nhớ nguồn đã ăn sâu vào trong cái tiềm thức, với cái giá trị sâu sắc về đạo đức và lối sống của người dân chúng ta. Cái điều đó nó càng được thể hiện rõ qua cái phong tục thờ cúng ông bà, tổ tiên, cha mẹ nhằm tỏ lòng biết ơn và hiếu kính với những người đi trước. Mỗi một món đồ thờ cúng đều mang trong mình những cái ý nghĩa riêng. Một trong những cái thứ không thể thiếu trên mâm cỗ cúng trong mọi dịp lễ đó là gạo và muối. Phong tục thờ cúng gạo muối cũng đã được người dân Việt Nam duy trì từ đời này sang đời khác. Nguyên nhân chủ yếu được giải thích là do đây là hai loại thực phẩm không thể thiếu trong cái bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Hay nói cách khác, gạo và muối có ý nghĩa sống còn đối với cái sự tồn tại của con người. Nó có công dụng tăng cường cái dinh dưỡng cho cơ thể và mang cái ý nghĩa phong thủy tín ngưỡng sâu sắc. Nếu như gạo là cái nguồn lương thực không thể thiếu trong cuộc sống của người Việt ấy, thì trong dân gian Việt Nam, hạt gạo trắng ngần như hạt ngọc, hạt vàng, trước ngày Tết, nhà nào cũng đều đổ đầy cái lu gạo với mong muốn là có một năm no đủ, bình an, may mắn. Muối lại là một cái tài nguyên vô hạn mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Muối là cái tinh hoa chất lọc từ biển khơi, nhất là với cái nền văn minh lúa nước gốc rễ như là của nước ta ấy, thì gạo và muối là hai loại thực phẩm đóng vai trò quyết định thiết yếu trong cuộc sống. Cũng có một vài cái quan niệm khác cho rằng gạo và muối là cái biểu tượng cho ba thứ may mắn, tài lộc và sức khỏe. Cúng hai cái vật phẩm này cũng là cầu mong cho được sức khỏe, may mắn đến với cả gia đình, đúng không ạ? Vì thế, cái phong tục cúng gạo muối đã được truyền từ đời này sang đời khác và trở thành một cái phong tục tốt đẹp của dân tộc ta. Thứ hai, ý nghĩa của gạo muối trên ban thờ. Thưa quý vị, trong văn hóa tâm linh của người Việt, chết không phải là hết. Những người đã khuất vẫn còn một cái cuộc sống mới ở cái thế giới bên kia, dưới một cái hình thức nào đó mà mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy được. Chính vì vậy, để bày tỏ cái tấm lòng thành kính với những người đã khuất ở nơi suối vàng, thì con cháu dâng lễ vật hàng ngày đầy đủ như là tiền vàng, đấy, mâm lễ hoa quả, chầu cau, cũng như là gì? Kèm theo một cái hũ gạo muối trên ban thờ để cúng khấn dâng lên ông bà tổ tiên với cái ý nghĩa như sau. Thứ nhất là cái lễ cúng gạo muối cho chúng sinh. Theo quan niệm của người Việt cho rằng con người thì có thể là ăn những cái món của ngon vật lạ. Còn đối với vong linh ấy, thì họ lại không lại như vậy. Thế giới ngã quỷ họ chỉ hưởng bằng cái gì? Hưởng bằng nhang hoặc là bằng tâm hưởng, chứ họ không ăn chúng như chúng ta. Vì vậy, cái việc cúng gạo muối cho chúng sinh, cho vong linh, vì là hai thứ đó là hai cái thứ căn bản của sự sống của chúng ta,
để cầu mong chúng sinh, vong linh được no đủ. Do đó, trong cái lễ cúng thí thực, các Phật tử thường bày gạo muối trên mâm cúng chúng sinh để các vong linh được no đủ, không quấy phá những người phàm trần nữa. Thứ hai là cúng gạo muối để thể hiện cái sự biết ơn. Nếu như cúng gạo muối để cầu mong cho vong linh được no đủ, thì đối với thần thánh hay là các bậc tiền nhân, thì cái việc này lại là để thể hiện cái lòng biết ơn đối với công lao và cái sự phù hộ của họ. Ngoài hai cái ý nghĩa trên, thì cúng gạo muối còn có cách thể hiện lòng biết ơn với những người đi trước đã khai sinh ra cái nền văn minh đất nước, giúp chúng ta có một cuộc sống no đủ, đầy đủ và hạnh phúc, sung túc như ngày hôm nay. Nghi thức giải gạo muối trong lễ cúng cũng có hai cách hiểu. Có người nói rằng đó là cách gì chia cho cô hồn đúng không ạ? Cũng có người khác nói rằng đó là cái động tác gieo mùa truyền thống của cái nền văn minh đất nước. Tiếp theo thứ ba là cúng gạo muối để xua đuổi cái tà ma chướng khí. Thưa quý vị, gạo và muối còn có thể giúp xua đuổi tà ma âm khí, mang đến cái điểm may mắn. Quan niệm của người Việt cho rằng muối và gạo có thể chống lại cái chướng khí và những cái linh hồn xấu. Việc cúng gạo muối, đặc biệt là trong cái ngày mùng 1 và ngày rằm ấy, hoặc là trong cái dịp lễ quan trọng đấy, thì nó cũng vừa để bố thí cho các vong linh, cũng là gì, mong họ đừng quấy phá cho gia đình nữa đấy. Thứ ba, cúng gạo muối xong thì làm gì để thu hút cái tài lộc và cái vận may? Thưa quý vị, với những cái ý nghĩa và cái tầm quan trọng được nêu ở trên ấy, thì có thể khẳng định gạo và muối là hai cái món bắt buộc phải có trên cái bàn thờ cúng. Cũng bởi thế mà nhiều người có chung cái thắc mắc không biết gạo muối sau khi cúng xong thì sẽ xử lý ra sao, liệu chúng có được chôn cất ở một cái vị trí phong thủy nào đó hay là gì, đổ đi. Thưa quý vị, gạo muối là hai cái thứ sau khi cúng thì phải xử lý theo nguyên tắc cẩn thận, chứ không thể vứt lung tung bừa bãi được, phòng tránh cái việc là rước họa hoặc là những cái điểm xấu vào bản thân. Cách làm quen thuộc nhất đó là gì, đem gạo đi giải. Sau khi cúng kiếng xong thì người thực hiện nghi thức cúng cần phải giải gạo muối đã cúng ra xung quanh, nhất là gạo muối dùng để cúng chúng sinh. Người ta giải đồng thời vừa tụng kinh để mong các vong linh sớm được siêu thoát. Làm như vậy với cái mục đích thứ nhất là để bố thí cho vong linh đang có vất vưởng không ai thờ cúng, thứ hai là để xua đuổi những thứ không sạch sẽ ra khỏi nhà mình hoặc là nơi buôn bán làm ăn kinh doanh. Cũng có gia chủ sẽ giữ lại gạo muối để một góc nào đó trong nhà, đến khi hỏng thì bỏ đi. Đó. Bởi theo quan niệm của họ cho rằng gạo muối mà cúng thần thánh sẽ có được cái sự may mắn, tài lộc mà thần thánh đã ban vào trong đó, nên là sẽ được giữ lại. Trường hợp này thì quý vị chỉ áp dụng với cúng tổ tiên trong dòng tộc nhà mình hoặc là với các vị thần linh. Vì mình cúng cho người thân nhà mình hoặc là cúng cho các vị thần nhà mình. Đúng không? Thứ tư là nguyên tắc giải gạo muối chuẩn đúng phong thủy. Thưa quý vị, giải gạo trước hay là giải muối trước? Đó. Khi đem rắc gạo muối sau cái lễ cúng thì nên giải gạo trước hay là muối trước là cái thắc mắc của rất nhiều gia chủ. Cách giải gạo muối có thể sẽ có sự khác biệt tùy theo cái phong tục tập quán của từng vùng miền, của từng địa phương. Ở một số vùng thì việc giải gạo muối sẽ được trộn lẫn với nhau trước khi giải. Cũng có nơi giải gạo riêng và muối riêng. Thứ tự giải cũng sẽ khác nhau tùy theo cái quan niệm của từng nơi. Do đó, gia chủ có thể giải gạo trước hay là muối trước thì cũng đều được, không vấn đề gì cả. Còn theo quan niệm Phật giáo thì chúng ta không nên trộn lẫn gạo và muối khi giải, vì khi bố thí cho chúng sinh ấy, thì họ sẽ nhặt lại để ăn. Cái đồ ăn mà trộn lẫn sẽ rất khó ăn, rất khó nuốt. Vì vậy nên giải gạo trước rồi một lúc sau mới đem giải muối. Vậy thì một câu hỏi đặt ra là gì? Trộn gạo với muối chung lại với nhau hay là tách riêng? Đấy. Một số người sẽ trộn gạo và muối với nhau để mà giải xua xung quanh. Thế nhưng một số người sẽ giải gạo riêng và muối riêng, rồi phóng về nhiều phía, nhiều hướng khác nhau. Đồng thời cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cái việc trộn hay là tách riêng gạo muối cũng tùy theo từng cái quan niệm của gia chủ. Đó. Tùy theo từng tôn giáo và tùy theo từng tín ngưỡng tâm linh khác nhau của mỗi người dân, của từng dân tộc, từng vùng miền. Bởi vì cái hành động này nó có thể thực hiện thế nào cũng được. Quan trọng không phải là cách giải mà là cái tấm lòng, cái sự chân thành muốn giúp đỡ các vong linh được no đủ. Đó. Thứ tư là vị trí giải gạo muối để thu hút tài lộc may mắn cho gia đình. Quý vị thân mến, đối với cái vị trí giải thì quý vị cũng nên giải gạo muối ở trước sân hoặc là trước cái bàn cúng. Nếu mà cúng ngoài trời, trong lúc giải gạo muối thì cũng đừng quên niệm Phật. Như vậy sẽ đảm bảo các vong linh nhận gạo muối rồi cũng sẽ rời đi, không làm phiền gia chủ nữa.
gia chủ cũng sẽ đạt được nhiều cái vận may và sức khỏe tài lộc. Thì ngoài dùng cái gạo muối trong việc cúng kiếng ấy, thì công dụng của gạo muối cũng được sử dụng rất nhiều trong cái việc làm đẹp, dọn dẹp nhà cửa hoặc là nấu ăn, rất nhiều các tác dụng khác nhau. Đó. Thậm chí theo quan niệm phương Đông, muối còn có thể dùng làm cái vật phẩm để trừ tà, xua đuổi cái vận xui, nhất là trong cái thời gian sắp tới đây. Đó. Đặc biệt là chuẩn bị vào tháng cô hồn, đúng không ạ? Sau đây là một số mẹo, đúng không ạ, thu hút được cái tài lộc nhé. Thưa quý vị, đầu tiên là chúng ta cùng xét là rắc muối quanh nhà để thu hút tài lộc. Nói chung ấy, có thể các bạn đã dùng muối trong rất nhiều các công việc khác nhau, nhưng chắc chắn các bạn chưa hề nghĩ đến cái việc rắc muối quanh nhà, đúng không ạ? Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng mà trên thực tế thì cái việc rắc muối quanh nhà cũng sẽ mang lại nhiều cái lợi ích mà các bạn không thể ngờ đến được. Theo quan niệm phong thủy, muối có khả năng hấp thụ những cái nguồn năng lượng tiêu cực, mang đến cái nguồn năng lượng tích cực, tinh khiết cho con người, cũng như là gì, cho không gian mà quý vị sinh sống. Bởi vậy, cách rắc muối trong nhà, đặc biệt là ở trong góc nhà, trong phòng ngủ, rồi quét đi vào sáng hôm sau ấy, khi mà chúng ta chuyển đến nhà mới, còn có thể giúp hấp thu cái nguồn năng lượng không tốt nó tồn đọng ở trong nhà từ trước đó, giúp cho không khí nó được thanh lọc và được trong lành hơn. Thêm vào đó, rải muối xung quanh cái phía ngoài ngôi nhà hoặc là trước cửa nhà ấy, đúng vào ngày mùng 1 âm lịch hoặc là ngày rằm ấy, cũng sẽ giúp ngăn chặn cái nguồn năng lượng tiêu cực và làm sạch cái luồng không khí vào trong nhà bạn. Đặc biệt, rải một ít muối trên sàn nhà vào buổi tối và quét đi vào sáng hôm sau ấy, thì muối sẽ giúp xua tan cái quỷ dữ và giúp cho gì, ma quỷ tránh xa ngôi nhà của các bạn. Tiếp theo, chúng ta cùng xét là mẹo đặt muối ở góc nhà. Thưa quý vị, đặt muối ở góc nhà thì người ta đặt vào cung Đông Nam và cung Tài Lộc ấy. Không có ý kiến thống nhất nào cho cái vị trí đặt bát nước muối, nhưng trong phong thủy thì nên đặt bát nước muối ở vị trí của sao Tam Bích hoặc là sao Ngũ Hoàng đấy. Nếu mong muốn tiền bạc của gia chủ dồi dào thì quý vị nên đặt muối ở hướng Đông Nam. Còn nếu mong muốn được cải thiện cái sức khỏe của cả gia đình thì nên đặt muối ở cái hướng Đông, ở cung Gia Đạo. Cứ mỗi 2 tháng thì quý vị có thể là thay bát nước muối một lần. Đấy. Thứ hai là quý vị có thể đặt muối ở trong cái ví tiền. Theo quan niệm, vào ngày mùng 1 hàng tháng hoặc là mùng 1 đầu năm mới thì người ta sẽ đặt một túi muối nhỏ trong cái ví tiền và để đó cả tháng hoặc là cả năm. Đấy, mong được một năm được mặn mà, tiền bạc dồi dào. Đặc biệt với những người mà làm ăn kinh doanh ấy, thì cái chuyện này nó lại cực kỳ quan trọng. Không ai dám chắc chắn cái yếu tố tâm linh mà muối mang lại. Xong về cái mặt tâm lý ấy, thì ai cũng muốn có một tháng may mắn, bội thu, dồi dào về mặt tài lộc. Quý vị thân mến, như vậy là trên đây Tử Thông cũng đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cách cúng gạo muối, và đặc biệt là cúng gạo muối xong thì nên rắc vào đâu để thu hút được cái tài lộc may mắn, tài lộc cho cả gia đình. Hy vọng những cái thông tin mà Tử Thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào mang lại cái may mắn, tài lộc cho gia chủ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.